Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube CCTV Vlog, kênh mới nhất của Hoàng Zôn Trang Trang TV. Mong rằng các bác thích ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like video, nhấn nút cho thông báo. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Trở lại câu chuyện vào lúc 7 giờ sáng của ngày thứ 3, ngày mùng 4 tháng 6 năm 2024 hôm nay. Như các bác có thể thấy, tôi dắt Milo nhà tôi đi dạo và tôi muốn chia sẻ đôi điều với các bác về kênh Trang Trang TV, về nội chính và về đạo Phật. Kênh Trang Trang TV thì có 3 cái tôn chỉ: sự thật, niềm tin và lan tỏa cái sự tử tế. Và tôi đã dùng cái cảm hứng từ những gì tôi hiểu biết về Phật giáo để mà xây dựng kênh Trang Trang TV. Kể từ khi mà thành lập kênh cách đây là sấp xỉ gần 4 năm cho tới tận bây giờ, kênh Trang Trang TV thì như các bác có thể thấy, không dùng những cái lên bổng xuống trầm, không dùng những từ chửi bới mạt sát, không dùng những cái từ ngữ xấu xí hay rằng là gì đó, bởi vì cảm hứng của kênh Trang Trang TV là cũng xây dựng từ những cái giá trị của đạo Phật và bảo vệ những cái điều tốt đẹp. Và trong quãng đời làm kênh Trang Trang TV thì tôi chỉ có làm về 2 cái lĩnh vực chính. Một là nội chính, hai là những cái vấn đề liên quan tới xã hội và dùng cái lăng kính của đạo Phật để mà chia sẻ. Thế cho nên ấy, tôi thấy tại sao tôi làm như thế là bởi vì tôi thấy có cái điểm chung ở đây. Trong công cuộc đốt lò của bác Tổng Bí Thư cũng giống như trong công cuộc mà chấn hưng đạo Phật thì nó đều rất rõ một cái điều như thế này. Tôi lấy ví dụ trong đạo Phật thì chúng ta sẽ thấy cái câu nói: tin ta mà không hiểu ta thì tức là phỉ báng ta. Rất ít người biết rằng trong đạo Phật thì Đức Thế Tôn đã nói như thế và cần phải hiểu đúng nghĩa như thế, tức là không tin mù quáng vào một con người và phải hiểu rằng là cái giáo pháp mới là cái quan trọng nhất. Và trong giáo pháp thì người ta yêu cầu là phải giữ giới và phải giữ nghiêm các giới luật của mình, từ những hàng cư sĩ, sa môn, rồi tỳ kheo, rồi vân vân nọ kia. Thế cho nên trong Phật giáo thì Đức Thế Tôn từ ngày còn tại thế thì Ngài đã dặn rất rõ những cái biểu hiện của những kẻ mà làm hủy diệt đạo Phật. Và Đức chỉ rõ rằng những kẻ hủy diệt đạo Phật là những kẻ từ bên trong. Trong kinh Tận Diệt Pháp của mình thì Đức Phật cũng đã chỉ rất rõ, trong cái thời mạt pháp thì những kẻ xấu xa sẽ đội lốt những tôn sư tỳ kheo để mà đi giao giảng những cái điều xấu hổ. Và Đức Thế Tôn gọi đó là những ác ma tỳ kheo. Rất hiếm người nói cái điều này. Và những ác ma tỳ kheo này sẽ phá hoại đạo Phật từ bên trong. Và biểu hiện rất rõ ràng là: một là họ không giữ giới, hai là họ sửa kinh Phật theo ý của họ. Tức là thay vì hiểu kinh Phật để giao giảng những cái điều đúng đắn của Đức Thế Tôn thì họ sửa kinh Phật để nói những cái điều, ví dụ như là sửa nhân quả để bảo rằng là vân vân nọ kia. Thế cho nên khi mà thấy một chùa người ta đã sửa cái điều không dâm dục trở thành một cái điều là không phản bội và yêu cầu những người quy tam bảo là phải có 9 cái hạnh nguyện, trong đó có cái hạnh nguyện là phải trung thành tuyệt đối với tôn sư, tức là sư phụ. Như vậy, nếu xét theo lời Đức Phật, thì những kẻ như vậy là những kẻ phá hoại đạo Phật từ bên trong. Và như vậy, họ chính là những người mà chúng ta gọi rằng là tin ta mà không hiểu ta, tức là phỉ báng đạo Phật, phỉ báng Đức Thế Tôn và làm suy yếu đạo Phật từ bên trong. Trong công cuộc nội chính thì ngay từ ngày xưa thì Bác Hồ cũng đã nói rất rõ những cái điều này. Những đảng viên mà chúng ta gọi rằng là núp dưới bóng đảng viên, họ nói những điều sai trái với đường lối của Đảng và Nhà nước, họ không giữ những cái quy định mà người đảng viên cần phải làm, cần phải theo và cần phải phục vụ, thì những người này
Bác Hồ và Bác Trọng đã gọi rất rõ ràng họ là giặc nội xâm. Họ phá hoại đảng từ bên trong. Và những người này sau khi mà bị xử lý bởi vì họ không giữ những quy định, nọ kia vân vân, thì đã có thêm một cái dòng làm mất uy tín của đảng và nhà nước. Đó. Và họ là những kẻ có thể nói hủy hoại và phỉ báng đảng từ bên trong. Lý do là bởi vì họ có thể có thẻ đảng, có huy hiệu đảng, nhưng họ không thực hiện theo những điều mà Bác Hồ đã dạy, Bác Trọng đã dạy, không giữ những cái phẩm chất, phẩm giá của đảng viên. Cho nên khi nhìn vào cả lĩnh vực nội chính, cũng giống như nhìn vào lĩnh vực của đạo Phật, thì chúng ta đều có thể thấy rằng là gì ạ? Nó có một cái điểm tương đồng với nhau như thế. Đó. Trong kinh của Đức Phật, thì Đức Phật cũng đã nói, những tỳ kheo chân chính, những bậc thầy tu chân chính, thì dưới cái sự chèn ép của những ác ma tỳ kheo, thì cũng sẽ phải rời khỏi chùa và phải đi làm những công việc khác. Và thậm chí còn bị những cái điều xấu hơn nhiều. Còn trong công cuộc mà xây dựng chỉnh đốn đảng, thì những đốt lò của Bác Trọng thì chúng ta có thể thấy có rất nhiều những cái sự việc là những người đảng viên chân chính thì lại bị ngay cả những chúng ta gọi là ngụy đảng viên cố gắng đẩy ra khỏi hệ thống. Bởi vì đơn giản là gì? Họ là những người mà nắm giữ cái sự thật. Tôi luôn chia sẻ với các bác rằng là sự thật thì mãi mãi là sự thật. Dù sớm hay muộn, nó cũng sẽ được bộc lộ ra bằng cách này hay cách khác. Đó. Nó sẽ được bộc lộ ra bằng cách này hay cách khác. Nếu bản chất đã là vàng, thì khi chúng ta có chát xít vào, chúng ta có làm tất cả những cái hình hủ xấu xí, thì bản chất của nó, sớm muộn gì người ta cũng phát hiện ra bẩn trong nguyên trong cái thứ xấu xí này, hôi thối này, bẩn thỉu này, lại là một cái thứ vô cùng quý giá. Còn nếu đã xấu xí, thì dù sao người ta có khoác vào những cái thứ đẹp đẽ như là quần áo, như là những lời tán dương, như là nọ kia, thì về sau người ta sẽ phát hiện ra, à, trong chiếc hộp này, trong cái chỗ này, lại là những cái thứ bẩn thỉu, ti tiện. Thế cho nên, ấy, để phát hiện ra đâu là đảng viên chân chính, cũng giống như để phát hiện ra đâu là một người tu sĩ chân chính, là một bậc chân tu, thì chúng ta giống như Đức Phật cũng chỉ ra từ cách đây 2600 năm trước, cũng giống như là Bác Hồ và Bác Trọng cũng đã chỉ ra, tức là họ không giữ nghiêm cẩn những cái mà họ phải giữ. Đối với đảng viên thì họ vi phạm rất nhiều những quy định đảng viên không được làm. Đối với tu sĩ Phật giáo thì họ vi phạm rất nhiều những cái giới luật. Đó. Họ có thể ra giả bên này thì đã ra giảng đạo đức rồi là những cái liên quan tới gọi rằng điều Bác Hồ đã dạy. Bên kia thì họ ra giảng là kinh này của Đức Thế Tôn vân 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 vân. Nhưng tất cả, xin thưa với các bác, nó chỉ là cái chót lưỡi đầu môi. Và trong đảng người ta gọi rằng là nói không đi đôi với làm. Còn trong đạo Phật thì người ta gọi là hành không như pháp. Cơ bản thì nó là giống nhau. Cho nên câu chuyện về Sư Minh Tuệ mất tích ngày hôm qua cũng giống như rằng là câu chuyện về những đảng viên chân chính hay những đảng ngụy đảng viên. Thì tôi xin thưa với các bác thế này. Tôi luôn luôn tôi nói rằng là lịch sử công minh phán xét. Bởi vì tất cả mọi thứ nó sẽ trở lại chân cái giá trị của nó. Sẽ trở về chân cái giá trị, chân giá trị. Tức là trở về những cái giá trị thật sự. Sớm hay muộn. Bởi vì lịch sử thì công minh phán xét, đây là công hay đây là tội. Đây là kẻ ác hay đây là người tốt. Một người có thể bị đi tù ngày hôm nay, bị kỷ luật ngày hôm nay. Nhưng sau một thời gian sau, có thể người ta sẽ phát hiện ra rằng là họ mới là cái đảng viên chân chính. Còn một người có thể giữ những chức vụ lãnh đạo rất cao trong thời điểm này, không ai dám nói gì đến họ, không ai dám động chạm gì tới họ. Thế nhưng mà sau một thời gian lịch sử, thì khi những cái lớp bề ngoài nó trôi đi, thì những cái đó nó sẽ được hiển lộ. Và người ta sẽ biết được rằng là, ồ, mặc dù anh đã từng giữ những vị trí cấp cao,
nhưng thực tế anh lại là những kẻ bán nước hại dân. Cho nên ba cái tôn chỉ nó của tôi ấy, tôi vẫn luôn luôn tôi cố gắng tôi giữ. Tất nhiên không phải ở lúc nào cũng toàn vẹn, bởi vì mình cũng vẫn là một bậc phàm phu tục tử, mình cũng giống như trên một con đường tu học, mình biết điều đó là đúng, nhưng mà thực hiện đúng, hành đúng hay không thì tôi xin thưa với các bác rằng là nó còn phải cả một quãng đời. Cho nên người ta gọi là tu học là khó lắm. Đó, biết đấy, nhưng mà làm có dễ hay không? Trong đạo Phật người ta gọi rằng là biết tham sân si đấy, nhưng có diệt được không thì mới là vấn đề. Diệt được không thì mới là vấn đề. Người ta đều biết được rằng là diệt tham sân si thì sẽ đắc đạo, nhưng có cả người, hàng triệu người, cả cuộc đời không diệt được. Nhưng mà chúng ta chỉ cần nhìn một cái người cố gắng giữ giới để mà diệt cái điều đó là chúng ta đã trân trọng rồi. Mà những người đó là những người chân tu, tức là tu hành một cách thật sự. Chưa chắc họ đã phải là một bậc thánh hay bậc nào đấy, nhưng mà họ là một bậc chân tu, tức là họ giữ giới. Cũng giống như trong một tổ chức đảng thì những người giữ nghiêm cẩn, giữ nghiêm cẩn những các quy định của đảng, không hề vi phạm một cách mảy may, thì họ có thể không ngồi đến chức vụ cao, không phải là một người quá tài năng, nhưng mà những người như thế là những người vô cùng tốt và có ích cho đảng và nhà nước. Cho nên nó có cái điểm chung như thế. Khi chúng ta nhìn vào những ai, kể cả là đảng viên hay không, là đảng viên hay không, hay trong Phật giáo được coi là tu sĩ hay không, thì người nào phỉ báng tổ chức của mình, bên nào phỉ báng đảng, bên nào phỉ báng Phật giáo, thì đều là những người mà không giữ giới. Những người không thực hiện quy định của đảng, tức là đang phỉ báng đảng. Những người không giữ giới, thực hiện quy định của đạo Phật, là những người đang phỉ báng đạo Phật. Đôi điều chia sẻ các bác như vậy. Cảm ơn tất cả các bác. Chúc các bác một ngày tốt lành.